Ngày 28 tháng 10, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tóm tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực 1994, quê xóm Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an xác định Lực là ác nghiệt thủ thực hiện vụ cướp, đâm người tại quán cắt tóc vội đầu nợ. L số 390 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận tại địa phương. Theo hậu quả điều tra ban đầu, Lực từ Nghệ An vào Đà Nẵng làm thuê cho một đơn vị xây dựng nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Tuy nhiên, nam thanh niên này sau đó đã nghỉ việc nên thiếu tiền tiêu xài. Lực bị tóm sau khoảng 1 giờ gây án. Ngày 7 tháng 10, Lực mua một con dao Thái Lan nhằm mục đích sử dụng để cướp của lấy tiền tiêu xài. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Lực đi vào tiệm cắt tóc, vội đầu nợ. L và đặt vấn đề mua dâm với nhân viên tại đây là chị nợ. Chị Trờ đồng ý với thỏa thuận giá bán dâm là 200.000 đồng. Lực sau khi thực hiện hành vi giao cấu đã dùng con dao vừa mua khống chế chị Trờ cướp tài sản. Chị Trờ chống cự quyết liệt và la hét nên bà Lê Thị Phương 1949, chủ nhà, đang ở phía sau nghe tiếng kêu cứu giảng chạy đến. Bà Phương dùng gậy gỗ tấn công vào người Lực thì bị tên này quay lại lấy dao đâm ba nhát vào ngực trái. Bà Phương bò ra ngoài kêu cứu giảng và gục tại hiên nhà. Lực hoảng loạn nên mặc áo quần rồi bỏ chạy, trốn vào một căn nhà cách hiện trường khoảng 500 mét để rửa hết vết máu. Khoảng 1 giờ sau đó, đối tượng bị người dân và công an bao vây, khống chế tóm gọn. Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sau hơn 20 ngày điều trị, bà Phương đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe, hiện đang được theo dõi tại khoa ngoại.